Tiểu Biện và Đại Cương sau khi xử lý xong vụ cương thi bay đầu thì được cảnh sát Tần dẫn đến một tướng hợp diện trong một con hẻm nhỏ. Bởi trước đó Tiểu Biện đã từng hứa với ông ta thù lao cho vụ này là một bữa ăn. Thì ra đây là quán ăn rất nổi tiếng trong kinh thành. Đầu bếp của quán này họ Đinh, ông ta từng là đầu bếp trong cung đình của Tiền Triều. Thật ra mục đích chính của Tần Đại Phiền Phước hôm nay đến là muốn nhờ Tiểu Biện giúp đầu bếp Đinh xử lý một vụ tà dị. Theo lời của đầu bếp Đinh, ông có một cô con gái rất ngoan hiền tên là Tiểu Khiết. Vì không muốn xa cha mẹ nên Tiểu Khiết quyết định chọn một trường học gần nhà trong thành Bắc Kinh. Một hôm nọ, Tiểu Khiết về nhà rất khuya, cô gặp cha mẹ cũng không thèm chào hỏi. Điều kỳ lạ là khi cô bước đến cửa phòng mình thì quay lại nói với vợ chồng ông: "Đừng làm phiền chúng tôi." Giọng nói của Tiểu Khiết lúc này lại là một giọng của một người đàn ông. Một lát sau, vợ chồng đầu bếp Đinh nghe trong phòng con gái mình có tiếng nói của hai người. Vợ ông mở cửa ra thì phát hiện Tiểu Khiết như bị trúng tà, mặt ngửa lên trời, đôi mắt trợn trắng, miệng lẩm bẩm nói toàn những chuyện tế nhị. Đặc biệt là bên trong Tiểu Khiết phát ra hai giọng nói, một giọng của Tiểu Khiết và giọng còn lại của một người đàn ông. Vừa nhìn thấy cha mẹ mình thì Tiểu Khiết liền nổi cáo. Ngay lập tức cô đuổi hai vợ chồng ra khỏi phòng. Một lúc sau, hai vợ chồng ông lại nghe có một tiếng hét thật lớn phát ra trong phòng Tiểu Khiết. Hai người phá cửa chạy vào thì phát hiện con gái mình đã nằm bất tỉnh dưới đất. Cũng từ hôm đó, Tiểu Khiết trở thành người thực vật. Nhưng kỳ lạ là khuôn mặt của cô lúc bấy giờ có biểu cảm như một người đang yêu. Tình trạng sức khỏe của Tiểu Khiết ngày càng trở nên trầm trọng. Cô không chỉ ốm đi rất nhiều mà còn thường xuyên nói chuyện một mình trong lúc hôn mê. Đã đi nhiều bệnh viện nhưng không trị khỏi. Nghe xong, Tiểu Biện liền chau mày. Đây là một xác hai hồn. Câu hỏi đầu bếp Đinh thì mới biết hóa ra Tiểu Khiết sinh vào ngày rằm tháng 7 nên có thân thể thuần âm, rất dễ bị quỷ nhập. Vì thế Tiểu Biện đồng ý giúp đầu bếp Đinh xử lý vụ này. Sáng hôm sau, Tiểu Biện cùng Đại Cương đến trường của Tiểu Khiết tìm hiểu. Đúng lúc này lại gặp được Đồng Anna. Cũng nhờ có Đồng Anna mà Tiểu Biện rất nhanh đã tìm được người bạn thân của Tiểu Khiết để hỏi chuyện. Cô gái này tên là Á Nam. Thì ra cách đây khoảng 3 tuần, trong lúc rảnh rỗi xin nông nổi, cả hai quyết định đến tòa nhà bị bỏ hoang phía sau trường học. Được biết đây là tòa nhà ma ám nổi tiếng ở trường. Cả hai đi được một lúc, bất ngờ Tiểu Khiết phát hiện điều gì đó, liền quay lại nhìn thì thấy có một nam nhân đang đứng phía trước. Bất ngờ, hắn ta lao đến hai cô gái. Chỉ nghe Tiểu Khiết hét lớn một tiếng, còn Á Nam lúc đó cảm nhận được một luồng gió lạnh lướt qua. Sau đó chuyện quỷ dị bắt đầu xảy ra. Á Nam có gọi Tiểu Khiết thế nào cũng không thấy cô ấy trả lời. Đột nhiên Tiểu Khiết quay lại nhìn cô. Nữ nhân này tên Tiểu Khiết sao? Ta đã tìm cơ thể này rất lâu rồi. Cơ thể này thật tuyệt vời. Điều làm cho Á Nam kinh sợ chính là giọng nói của Tiểu Khiết. Lúc đó là giọng của một nam nhân. Giữa đêm khuya trong tòa nhà, Á Nam nghe Tiểu Khiết cười với giọng điệu vô cùng đáng sợ. Lúc này cô mới dám chắc một điều là Tiểu Khiết đã bị quỷ ám. Á Nam liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra khỏi tòa nhà. Còn về phần lai lịch của hồn ma đeo kính kia, theo lời của Độc Anna, hắn ta là một tên tiểu nhân bắt cá hai tay vì ham giàu sang mà ra tay sát hại người con gái nuôi hắn ăn học. Sau cùng bị một băng nhóm trong giang hồ xử lý vì cái tội lừa gạt em gái của tên đại ca. Nghe xong, cả ba người quay trở về nhà của đầu bếp Đinh. Tối hôm đó, nghe theo sự sắp xếp của Tiểu Biện, Độc Anna và Đại Cương nằm dưới đất bên cạnh Tiểu Khiết. Tiếp theo, Tiểu Biện dùng kim xích dương châm vào huyệt thái dương của Đồng Anna và Tiểu Khiết, rồi niệm chú. Chớp mắt, Đồng Anna đã đi vào thân xác của Tiểu Khiết. Trước mắt cô lúc này là Tiểu Khiết và tên nam nhân kia. Thì ra kế hoạch của Tiểu Biện là để Anna dụ tên Sở Khanh này ra khỏi thân thể của Tiểu Khiết, nhập vào xác của cô. Chỉ cần một viên thiên âm đan và vài câu nói ngon ngọt, Anna đã dễ dàng lừa được hắn. Lúc này Tiểu Khiết cũng phát hiện bộ mặt thật của tên Sở Khanh. Bên ngoài, Tiểu Biện lúc bấy giờ nhanh tay dùng kim xích dương châm vào huyệt thái dương của Đại Cương và Tiểu Khiết, rồi tiếp tục niệm chú. Bên trong thân xác của Đồng Anna, tên Sở Khanh cứ tưởng lần này trúng mánh lớn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Anna vừa thấy hắn liền nổi xung thiên, cô lao vào tác động vật lý hắn tới tấp. Lúc này hắn mới hiểu ra mình bị lừa, hắn liền thoát ra khỏi thân xác của Anna, định nhập trở vào xác của Tiểu Khiết. Đúng lúc này, Tiểu Biện dùng một cành liễu quất thật mạnh vào mặt hắn, trúng một đòn như trời đánh, hắn ta nằm bệt dưới đất. Độc Anna lúc này cũng tỉnh lại, cô liền đón lấy cành liễu của Trần Tiểu Biện, rồi tiếp tục cho hắn một trận nhiều đòn.
Đột nhiên hai người phát hiện đại cương lúc này có những biểu hiện của một người đang yêu. Thì ra bên trong cơ thể của đại cương là hồn phách của tiểu khiết. Sở dĩ tiểu biện sắp xếp như vậy là vì hồn phách của tiểu khiết đã bị tổn thương, cần tìm một thân thể thuần dương để điều dưỡng. Nhưng nào ngờ, tiểu khiết sau khi gặp đại cương thì đã bị say nắng. Cả hai người trong thân thể của đại cương không ngừng nói những lời tình tứ, khiến tiểu biện và độc Anna nghe mạch nổi da gà. Sau khi xử lý xong vụ con ma háo sắc được vài ngày, Tần Đại phiền phức dẫn tiểu biện và đại cương đến một căn nhà cũ kỹ trong thành. Theo lời lão Tần, ngôi nhà này có nhiều ma quỷ, từng có nhiều đời chủ bị dọa mà bỏ đi. Thật ra hôm nay ông dẫn hai người đến mục đích chính không phải là trừ ma đuổi quỷ, mà là để cho tiểu biện thuê lại với giá rẻ. Bởi theo sự sắp xếp của Trần Lão Cẩu, để chuẩn bị cho việc đối phó yêu dương, tiểu biện cần ở lại trong thành nửa năm tìm một người bạn cũ của Lão Cẩu học nghề thợ mộc. Vào khoảng thập niên 40, ở huyện Vũ Thanh có một thiếu niên trẻ tuổi họ Trương làm nghề thợ mộc. Mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng tay nghề làm mộc của cậu nổi tiếng gần xa. Một hôm nọ, trong lúc cậu đang ngồi trước cửa nhà làm việc thì có hai nha sai mặc quan phục thời nhà Thanh đến. Hai người tự xưng là người của Bách Lý Phủ ở Hồ Nam, cần cậu đi đến phủ một chuyến để điêu khắc một số dụng cụ trong phủ. Điều kỳ lạ là lúc bấy giờ đang là thời kiến quốc, ai lại ăn mặc như thế ra đường? Tiểu Trương thấy vậy liền từ chối lời mời. Hai tên nha sai nghe xong thì ném về phía cậu một nén bạc rồi lập tức áp giải cậu lên xe. Tiểu Trương lên xe thì không ngừng kêu cứu, nhưng cậu có gọi thế nào cũng không ai nghe. Lúc này một người trong số đó nói: "Đừng kêu nữa, vô dụng thôi, mau nhắm mắt lại, nếu không cả đời ngươi cũng đừng hòng về nhà." Tiểu Trương nghe xong thì liền nhắm mắt theo lời ông ta. Lúc này cậu cảm giác được cơ thể như đang bay trong gió. Khoảng 5 phút sau cậu lại nghe: "Được rồi, mau mở mắt ra đi, chúng ta tới rồi." Trước mắt Tiểu Trương lúc này là một trang viên cổ kính, nhìn qua rất giống nhà môn. Hai nha sai cứ thế mà dẫn Tiểu Trương đến một căn phòng bên trong trang viên. "Mau vào trong làm việc, 3 ngày sau xong việc, bọn ta sẽ đến rước ngươi về nhà." Nói xong, hai nha sai kia rời đi. Lúc này Tiểu Trương phát hiện trong phòng có một ông lão, nhìn qua rất cổ quái. Theo lời của ông lão, nếu 3 ngày sau mà không xong việc thì không có cơ hội quay về. Thì ra thứ mà hai nha sai kia muốn Tiểu Trương làm có tên là thần cơ cự. Cậu không hiểu chế tạo thứ này để làm gì, rất nhanh cậu đã bắt tay vào việc. Tiểu Trương càng làm càng hăng say, cậu dần dần phát hiện ông lão làm việc chung với mình có tay nghề rất điêu luyện, có những kỹ xảo điêu khắc của ông lão mà cậu chưa từng thấy qua. Những ngày này cậu học được rất nhiều từ ông lão kỳ quái kia. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, thần cơ cự cũng được làm xong. Tiểu Trương vì say mê tài nghệ của ông lão mà thời gian trôi qua lúc nào cũng không hay, cậu còn có ý định ở lại thêm vài ngày để học hỏi từ ông lão. Nhưng lúc này ông lão cất giọng nói: "Tiểu tử, đừng nhìn nữa, người phải đi rồi. Mau đi đi, nếu không cả đời này cũng đừng hòng ra khỏi nơi này. 3 ngày nay không ăn không ngủ, ngươi không thấy kỳ lạ sao?" Về đến đây, Tiểu Trương mới sực nhớ đúng thật là mình đã 3 ngày không ăn không ngủ. Đúng lúc này, hai nha sai kia đã đến. Rất nhanh hai người đã kéo Tiểu Trương lên xe. Lần này không đợi họ nhắc nhở, Tiểu Trương tự mình nhắm mắt lại. Không lâu sau cậu bị hai người họ ném ra khỏi xe ngựa. Tiểu Trương nhìn lại thì phát hiện mình đã ở trước cửa nhà. Điều kỳ lạ là trong nhà cậu lúc này lại có tiếng khóc, còn có rất nhiều vàng mã rải đầy dưới đất. Nghĩ rằng trong nhà có người chết, Tiểu Trương vội chạy vào nhà thì không khỏi hốt hoảng. Trước mặt cậu là cha và mẹ đang ôm chiếc quan tài khóc tức tưởi. Mà người nằm trong quan tài không ai khác, chính là cậu. Tiểu Trương không giữ được bình tĩnh, cậu định chạy đến báo với cha mẹ là mình chưa chết. Nào ngờ cậu lại chạy xuyên qua thân thể của họ, rồi ngã nhào vào bên trong quan tài. Bất ngờ Tiểu Trương ngồi dậy, làm cho cha mẹ cậu giật cả mình. Sau đó cậu kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho cha mẹ nghe. Thì ra sau khi bị quan sai đưa đi, mẹ cậu cho gà ăn ở sau nhà đi lên thì phát hiện cậu đã nằm tắt thở dưới đất, bên cạnh có một thỏi bạc. Về sau Tiểu Trương tìm hiểu thì biết được Bách Lý Phủ mà cậu đến làm việc là miếu thành quan bị bỏ hoang. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra hai nha sai kia chính là hai âm sai. Một tháng sau đó, trong lúc Tiểu Trương đang ngủ mơ màng thì ông lão kỳ quái đó lại xuất hiện. Trong giấc mơ, ông lão nói sẽ nhận cậu là đệ tử, với điều kiện Tiểu Trương phải sống độc thân cả đời. Tiểu biện sau khi tìm được nơi ở tại Kinh Thành, sáng hôm sau liền theo chỉ dẫn của Trần Lão Cẩu đến Tự Cấm Thành tìm lão thợ mộc kia. Được sự chỉ dẫn của Khôi Tiên Nhi, rất nhanh Tiểu biện đã đến một căn nhà cũ nát trong Tự Cấm Thành. Cậu bước vào thì thấy bên trong có một ông lão toàn thân đều màu trắng. Nhìn qua cậu đã biết người này chính là người mà Trần Lão Cẩu nói, lão Bạch
thợ mộc. Tiểu Biện lúc này lấy ra trong túi đồ của mình một quả cầu bằng gỗ. Vừa nhìn, Lão Bạch đã nhận ra nó. Đây là quả cầu hoa 16 cánh, là vật độc nhất vô nhị. Ông chỉ làm có một cái trong đời. Năm xưa ông đã tặng nó cho Lão Cẩu. Sau khi biết Tiểu Biện đến tìm mình để học nghệ, Lão Bạch đoán được Trần Lão Cẩu là đang chuẩn bị xuống mộ Yêu Dương. Thì ra nơi mà Yêu Dương ngồi có tên là Âm Sát Liên Hoa Tọa. Đây là cơ quan đến quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Nó chính là cái bẫy chết người. Cũng vì nó mà 20 năm nay, Lão Cẩu không dám tùy tiện hành động. Sở dĩ Lão Cẩu muốn Tiểu Biện học nghệ ở Lão Bạch thợ mộc là vì Âm Sát Liên Hoa Tọa chính là do sư phụ của Lão Bạch tạo ra. Không ai hiểu rõ cơ quan trong đó bằng Lão Bạch. Sau khi quyết chiến với Lạc Sinh trở về, giáo chủ Bạch Liên Giáo gấp rút cho xây lăng mộ và bố trí rất nhiều cơ quan bên trong. Nhiệm vụ xây mộ này được giao cho sư phụ của Lão Bạch. Theo lời Lão Bạch, Âm Sát Liên Hoa Tọa không chỉ có tính phòng ngự cực cao mà còn có thể giúp cho ngôi mộ tự hấp thụ âm khí, bồi dưỡng cho xác Yêu Dương, đảm bảo cho cái xác không bị mục nát. Trước khi chết, Bạch Liên Giáo chủ để lại di nguyện, yêu cầu tất cả giáo đồ phải bồi tán theo ông ta, cùng ông ta tu hành. Sư phụ của Lão Bạch ngoài việc biết chế tạo cơ quan, ông còn biết thuật tướng số. Ông nhìn ra mục đích của giáo chủ là muốn dùng xác của tín đồ để Âm Sát Liên Hoa Tọa hấp thụ âm khí, giúp ông ta tu luyện trở thành Yêu Dương. Sư phụ của Lão Bạch đã tương kế tụ kế, ông đã giả chết, đợi cho giáo đồ cuối cùng của Bạch Liên Giáo chết đi, ông mới từ từ ngồi dậy. Trước mắt ông lúc bấy giờ là một cảnh tượng kinh hoàng, xác chết chất đầy thành núi, mùi tanh hôi của máu và xác chết tỏa ra nồng nặc, chẳng khác gì địa ngục. Ông không dám nghĩ sau khi Bạch Liên Giáo chủ hấp thụ âm khí của hàng vạn giáo đồ thì sẽ biến thành cái gì. Biết được ở ngoài lăng mộ có thổ giao canh giữ, nên sư phụ của Lão Bạch đã theo thuật tướng số mà đào một cái huyệt hư vị rồi chui lên mặt đất thoát ra ngoài. Nhưng do âm khí quá nặng, sau khi thoát được ra ngoài không bao lâu thì cũng qua đời. Sư phụ của Lão Bạch sau khi chết thì hồn phách luẩn quẩn trong âm giới rất lâu. Để tránh dòng luân hồi, ông ta đã trở thành thợ mộc ở miếu Thành Quàng. Theo lời Lão Bạch, sư phụ của ông là người nắm giữ mọi kỹ năng làm mộc trong quyển Lỗ Ban Thư. Cho đến khi Lão Bạch có cơ duyên, được gặp sư phụ và được ông ấy truyền dạy toàn bộ kỹ năng của nghề mộc trong giấc mơ. Nói đến đây, Lão Bạch cho Tiểu Biện biết, thật ra ông họ Trương chứ không phải họ Bạch. Còn về phần Lão Bạch, vì sao lại quen biết Trần Lão Cẩu, đó là chuyện của 20 năm về trước. Lúc ấy ông còn làm thợ mộc ở huyện Vũ Thanh, mọi người thường gọi ông là Trương sư phụ. Một hôm, ông đến nhà trưởng thôn sửa lại cánh cửa sổ. Nào ngờ sau khi sửa xong, lão trưởng thôn lại dùng uy quyền bóc lột sức lao động của Trương sư phụ. Chẳng những ông ta không trả tiền mà còn cho người đuổi Trương sư phụ đi. Trương sư phụ mang nỗi uất hận này ra về, đi đến cửa nhà của lão trưởng thôn, ông dùng bàn tay mình đập mạnh vào miếng sắt nhỏ trên then chốt cửa, rồi đọc lẩm bẩm điều gì đó. Tối hôm đó, trong lúc lão trưởng thôn đang ngủ say thì nghe có tiếng gõ cửa. Bực tức vì bị đánh thức, ông ta mang bộ dạng hằn học đi ra mở cửa. Nào ngờ khi mở cửa ra thì không thấy ai. Ở lúc ông ta vừa xoay người trở vào thì có vật gì đó đập vào phía sau đầu. Quay lại nhìn thì không thấy ai. Lúc này ông bắt đầu rén ngang. Ông ta lẳng lặng đóng cửa lại. Nhưng cửa vừa đóng thì phía sau lại có thứ gì đó đánh vào đầu. Ông ta hốt hoảng quay lại nhìn thì phát hiện có cái đầu màu đen rất lớn với đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn kỹ lại thì đó là một con thằn lằn khổng lồ. Lão trưởng thôn lúc này bỏ chạy thật nhanh vào phòng, toàn thân run như cậy sấy, miệng không ngừng hét lớn: "Có yêu quái, yêu quái!" Tiếng gõ cửa cứ thế mà vang lên suốt đêm. Đêm hôm sau, lão trưởng thôn mượn cớ đi công tác mà không dám ngủ ở nhà. Vợ của lão lúc này từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài thì phát hiện trước cửa nhà có một con vật to lớn đen thui, cứ nghĩ là mình bị hoa mắt nên chạy ra xem thử. Bất ngờ con vật đó lại xuất hiện sát bên mặt bà. Bà ta bị dọa xém chút nữa là hồn bay phách lạc. Giữa đêm khuya, cả thôn nghe có tiếng hét "Có yêu quái!" liên tục phát ra từ nhà của trưởng thôn. Lúc này hai người con của lão trưởng thôn chạy đến thì phát hiện mẹ mình đã nằm bất tỉnh trên giường. Xung quanh có rất nhiều dấu chân dính máu. Hai người con bình thường rất giỏi ức hiếp dân lành, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mặt xanh như tàu lá chuối. Thông tin này rất nhanh đã truyền đến tai Trương sư phụ, giống như ông định tạo ra tiếng gõ cửa để hù dọa lão trưởng thôn. Nào ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Cả nhà trưởng thôn sau khi xảy ra chuyện kinh dị đó thì cũng dọn đi hết. Tối đến, Trương sư phụ lẻn vào nhà trưởng thôn. Ông dùng đục và búa để đục bỏ phần gỗ dính máu của mình, rồi dùng miếng gỗ khác để lắp lại chỗ đó là xong. Ở lúc đang đục thì ông cảm giác được có thứ gì đó ở phía sau.
Chu sư phụ quay đầu lại nhìn thì phát hiện một con thằn lằn dài hơn 1 mét với hàm răng sắc nhọn. Bất ngờ nó lao tới vồ lấy Chu sư phụ. Ở lúc ngạt cân treo sợi tóc, Chu sư phụ lấy ra trong người cây thước lỗ ban được làm bằng gỗ cực âm, có tác dụng trừ tà. Ông dùng cây thước quất mạnh vào người con thằn lằn. Trúng một đòn này, con thằn lằn văng lên nóc nhà. Con thằn lằn lúc này trở nên hung hăng hơn, nó lao đến tấn công Chu sư phụ một lần nữa. Rất nhanh, Chu sư phụ đã lách người né được đòn tấn công của nó. Nhưng con thằn lằn rất gian xảo, khi vừa tiếp đất, nó liền xoay người dùng đuôi quất mạnh vào tay của Chu sư phụ, khiến cây thước lỗ ban trong tay ông ta bay ra xa. Con thằn lằn lúc này nhìn Chu sư phụ cười nham hiểm, rồi lao đến tấn công ông lần thứ ba. Bất ngờ, từ đâu bay đến một sợi quang đinh sách, cắt đứt đuôi của nó. Từ trên mái nhà, Trần Lão Cẩu nhảy xuống. Súc sinh, không mau dừng lại, người đã tu luyện mấy trăm năm, chưa từng hại người. Chỉ vì một giọt máu mà sa vào ma đạo, tâm tính của ngươi còn rất kém. Con thằn lằn không quan tâm lời nói của Lão Cẩu, nó nhìn thấy ông liền lao đến tấn công. Đúng lúc này, xích long lao đến nhanh như tên bắn, ngay lập tức quấn chặt lấy con thằn lằn. Chỉ nghe tiếng xương của con thằn lằn gãy rắc rắc. Lão Cẩu thấy vậy liền bảo xích long thả nó đi. Nếu nó không biết hối cải thì lấy mạng nó vẫn không muộn. Sau đó ông đến đỡ Chu sư phụ đứng dậy. Tiếp theo Chu sư phụ kể cho Lão Cẩu nghe mọi chuyện. Hai người vừa gặp đã thân, Lão Cẩu sau đó giới thiệu công việc ở Tử Cấm Thành cho Chu sư phụ. Biết được sư phụ của Lão Trương là người thiết kế mộ yêu dương, Lão Cẩu vô cùng mừng rỡ. Cả hai sau đó trở thành bạn thân của nhau.